để trở thành con người đặc biệt, thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt. Mỗi người lính đặc công trước hết đều tự rèn luyện cho mình ý chí, bản lĩnh kiên cường. Chỉ khi có một ý chí sắt đá, họ mới có đủ kiên trì và lòng dũng cảm để hoàn thành được các bài huấn luyện khắc nghiệt. Với những chiến sĩ đặc công, việc rèn luyện sức khỏe đã nâng tầm đến mức vượt ngưỡng của một người bình thường có thể thực hiện. Họ đã thực sự trở thành những chiến sĩ mình đồng ra sắt, trước kiếm, đao sắc nhọn. Họ luôn bình thản trước các bài luyện khí công và ngạnh công với mức độ khó có phần mạo hiểm. Tuy nhiên, để có được các khả năng đặc biệt này, đó là quá trình rèn luyện vô cùng gian khổ. Với tính chất nhiệm vụ và tình hình thực tiễn hiện nay, thì đối với tiểu đoàn đặc công 41, nhiệm vụ hàng đầu là huấn luyện lực lượng chống khủng bố của đơn vị. Do vậy, đối với người chiến sĩ đặc công muốn thực hiện được nhiệm vụ thì lập trường chính trị phải đặc biệt vững chắc, kỹ chiến thuật phải đặc biệt thuần thục và kỷ luật phải đặc biệt nghiêm minh. 16 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng cho binh chủng đặc công đó là đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn. Và niềm kiêu hãnh ấy sẽ là sức mạnh, là niềm tin, là ý chí để vượt qua mọi giới hạn thử thách.